khô. Em Lu đang ăn dừa nha. Chị Bông đang học bài nha. À. Thôi ngồi không ạ? Rơi dừa rồi. Đấy, em luôn chơi quả dừa luôn. Ý, bắt được rồi. Sao lại hồ má? Đọc lại cho bố nào. Hồ a ha huyện hà đấy. Sao bắt đầu là hồ? Đọc lại đi. Hồ má. Cái gì? Hà má. Hà má. Hà má. Cho chị mời em ơi. Bông đang học nha, em Lu đang chơi một mình. Ngoài kia chị Linh. Anh Bi chứ. Chị Linh nữa. Em Lu tự đứng lên được rồi đấy. Đi vào đi thôi.